kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 7. Sa môn Bát Thích Mật Đế, người Trung Thiên Trúc, dịch vào đời Đường. Sa môn Di Già Thích Ca, người nước Ô Trành, dịch ngữ. Sa môn Hoài Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng minh bản dịch. Đệ tử Phòng Dung, thọ Bồ Tát giới, hiệu Thanh Hà, chức tiền chánh nghị đại phu, đồng trung thư môn hạ bình chương sự, bút thọ, nhận bút. Tuyên hóa thượng nhân, vạn Phật thánh thành, Bắc Mỹ Châu Hoa Kỳ lược giảng. Đệ tử thọ Bồ Tát giới, phương quả ngộ ghi chép, tâm nguyên dịch. Kệ khai kinh. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, còn nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Tám quy luật của việc phiên dịch kinh điển. 1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 2. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ khác. 4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 5. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 6. Dịch giả phải dùng trạch pháp nhãn để phán xét đâu là chân lý. 7. Dịch giả phải cung kính, cầu thỉnh cao tăng, đại đức ở mười phương chứng minh cho bản dịch. 8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in kinh, lục, luận, một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là đúng. Quyển 7, phần chánh văn và giảng giải. Kinh văn. A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm. Này trước tiên tôi sẽ nói, muốn vào Tam Ma Địa tu học pháp môn vi diệu, cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ 4 loại luật nghi, sáng trong như xương, giá, tự không thể sinh ra các nhành lá, 3 ý nghiệp, 4 khẩu nghiệp không còn có nhân để sinh ra được. Giảng giải. A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm. Này trước tiên tôi sẽ nói, muốn vào Tam Ma Địa tu học pháp môn vi diệu. Pháp môn vi diệu là theo nhĩ căn để trở lại với tự tính nghe, cái tánh ấy trọn vẹn, đầy đủ và hơn hẳn. Cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ 4 loại lục nghi, sáng trong như xương, giá. Điều đầu tiên cần chuyên tâm tu dưỡng là gìn giữ 4 giới luật, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Giữ giới tà dâm không chỉ ở thân mà cả tâm cũng không được nghĩ đến. Quý vị phải loại trừ cả hai mới thoát được trần lao đáng chán này. Nếu như không loại trừ đi lòng khát khao ham muốn, ắt không dứt được trần cấu. Đối với sự giết hại mạng, trộm cắp, nói dối cũng vậy. Đấy là 4 giới luật rất quan trọng. Quý vị phải trở nên trong sáng như xương, như giá, phải hoàn toàn sáng trắng, không một chút bợn nhơ trên nền trắng sáng ấy. Được vậy mới thật là tự nhiên trọn vẹn. Tự không thể sinh ra các nhành lá, hoàn toàn thanh thoát. Quý vị sẽ đạt đến bản nguyên căn để 3 ý nghiệp, 4 khẩu nghiệp không còn có nhân để sinh ra được. Cả 3 mối tham sân si đều khởi sinh từ tâm, cùng 4 khẩu nghiệp là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Những điều đó sẽ không còn điều kiện và nguyên nhân để sinh khởi. Bởi vì quý vị đã thật sự giữ gìn 4 giới và hạnh thanh tịnh sẽ không còn thay đổi. Kinh văn. A Nan, nếu giữ được 4 sự như vậy không thiếu sót, tâm ông cũng không còn duyên với sắc, hương, vị, xúc, thì ma sự làm sao phát sinh ra được? Giảng giải. Nếu ông không còn đuổi theo, ràng buộc với sắc, hương, vị, xúc,
không còn vướng vào những điều kiện đó thì mầm mống ma sự sẽ biến mất, vậy chúng đâu còn sinh khởi. Kinh văn: nếu có tạp khí các đời trước không thể diệt trừ, ông dạy người đó nên nhất tâm tụng thần chú của ta, Phật Đảnh Quang Minh, Maha Tát Đát Đa Bát Đát La. Giảng giải: như có chúng sinh chưa dứt trừ tập khí trong các đời đã qua, ông dạy họ nhất tâm tụng chú. Điểm quan trọng ở đây là nhất tâm, là tâm chuyên chú duy nhất, không có sự phân tâm như vừa tụng chú vừa nghi ngờ. Đừng tụng chú mà suy nghĩ Nam Mô cái gì đây, đấy là tâm phân vân giữa tin và nghi. Căn bản quý vị là một người, nhưng rốt cùng lại có hai tâm. Một tâm có thể cho rằng tụng chú rất hữu dụng, còn tâm kia lại nghĩ, tôi đang tụng cái gì mà tôi không biết. Phân vân như thế là sợ hãi, quý vị phải nhất tâm mới được. Mà hà nghĩ là lớn, tát đát đa bát đát la là tàn lọng trắng lớn, đại bạch tán cái. Khi quý vị tụng tát đát đa bát đát la, tức là cái lọng trắng lớn, biểu hiện khoảng không nơi quý vị. Nếu có niềm tin sâu xa và cao cả, khi tụng câu chú này, tàng lọng sẽ che rợp đến mấy ngàn dặm. Còn như quá ít ỏi, sức che của lọng chỉ riêng có một mình quý vị. Người giữ giới thanh tịnh cao cả, khi tụng niệm chú này, cả đất nước cũng được che chở, yên ổn, mọi hung hiểm đều hóa nhỏ và biến mất. Kinh văn: đó là vô vi tâm Phật của vô kiến định tướng Như Lai, từ đỉnh hiện ra, ngồi trên tòa sen nói thần chú. Giảng giải: chú Lăng Nghiêm là vô kiến định tướng Như Lai, đó là tướng mắt thường của chúng ta không sao thấy được, như phần sau kinh có mô tả. Lúc đó, từ nơi nhục kế của Đức Thế Tôn phóng ra trăm thứ hào quang, trong hào quang hiện ra ngàn cánh sen báu. Trong sen báu có hóa thân Như Lai, từ đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang bách báu. Trong mỗi mỗi hào quang đều có hiện ra kim cang mật tích, nhiều như số cát 10 con sông Hằng, sách núi, cầm chùy khắp cõi hư không. Đại chúng ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy vừa yêu vừa sợ, cầu Phật che chở, một lòng lắng nghe Đức Phóng Quang Như Lai từ vô kiến định tướng của Phật nói thần chú. Tôi biết đây là đoạn văn thuộc tâm, tôi không bao giờ quên. Đó là vô vi tâm Phật từ đỉnh hiện ra, ngồi trên hoa sen nói thần chú. Chúng ta có thể đã bắt gặp thần chú có đại thiện căn này trong quá khứ, nhưng cho dù có gặp đi nữa cũng không học, học rất khó nhớ. Đó là lý do tại sao tôi kiểm tra chú Lăng Nghiêm nơi quý vị. Kinh văn: vả lại, ông cùng nàng Ma Đăng già do nhân duyên đã trải qua nhiều kiếp thành tập khí ân ái, không phải một đời hay là một kiếp. Nhưng ngay khi ta tuyên dương thần chú, thì nàng Ma Đăng già liền thoát hẳn lòng yêu, thành quả A-La-Hán. Giảng giải: vả lại, ông cùng nàng Ma Đăng già do nhân duyên đã trải qua nhiều kiếp. Trong quá khứ, ông đã lấy nàng ấy 500 lần, thành tập khí ân ái, không phải một đời hay là một kiếp. Ông có hai điều sâu nặng là tập khí và lòng yêu mến. Đấy không phải là một lần, không phải là một đời hay là một kiếp, mà nó trải qua một thời gian dài, rất lâu dài. Nhưng ngay khi ta tuyên dương thần chú, thì nàng Ma Đăng già liền thoát hẳn lòng yêu. Nàng Ma Đăng già không còn tình cảm yêu đương và thành quả A-La-Hán. Sau khi nghe thần chú và trở về với Phật được giáo hóa, nàng Ma Đăng già được giác ngộ, đạt quả vị thứ ba của A-La-Hán. Khi Ngài Văn Thù hỏi về sự nhập định, thì Ma Đăng già liền đạt quả vị thứ tư của A-La-Hán. Nàng ấy đã thành tựu trọn vẹn 4 quả rất nhanh, trong khi Ngài A-Nan vẫn chỉ dừng ở quả vị thứ nhất, chưa được tiến đạo. Kinh văn: nàng giam nữ kia là người không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp cũng mau chóng chứng quả vô học. Vậy thì các ông là hàng thanh văn trong hội này, cầu tối thượng thừa, quyết định thành Phật,
ví như bụi bay gặp sức gió thuận, nào có khó khăn gì. Giảng giải, nàng dâm nữ kia là người không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp cũng mau chóng chứng quả vô học. Mà đằng già là một dâm nữ, tự thân nàng ta hoàn toàn không theo đạo, nhưng sức thần chú đã bí mật giúp nàng ấy đạt được quả A-la-hán rất mau chóng. Vậy thì các ông là hàng thanh văn trong hội này, cầu tối thượng thừa, quyết định thành Phật. Các ông là hàng thanh văn trong pháp hội này, tức đang nghe Phật giảng dạy, chắc chắn sẽ thành Phật. Ví như bụi bay gặp sức gió thuận, nào có khó khăn gì. Khi cơn gió giấy bụi, bụi sẽ bay đi. Vậy có gì là khó khăn, nguy hiểm đâu chứ? Kinh văn: trong đời mạt pháp, nếu có người muốn ngồi trong đạo tràng tu tập, trước tiên phải giữ giới cấm tỳ kheo thanh tịnh và cần phải lựa chọn những vị cao tăng giữ giới thanh tịnh bậc nhất để làm thầy mình. Còn như gặp tăng chúng không thanh tịnh thì giới luật nghi sẽ không được thành tựu. Giảng giải: trong đời mạt pháp, nếu có người muốn ngồi trong đạo tràng tu tập, trước tiên phải giữ giới cấm tỳ kheo thanh tịnh. Việc đầu tiên của người thời mạt thế muốn ngồi vào bồ đề đạo tràng hoặc chùa, tháp hoặc đạo tràng, người ấy phải thọ giới tỳ kheo và giữ giới thanh tịnh ấy. Bất cứ người nào muốn xuất gia làm tỳ kheo đều phải thọ giới và giữ gìn luật nghi, cho dù là một lỗi nhỏ cũng dứt khoát không phạm phải, và cần phải lựa chọn những vị cao tăng giữ giới thanh tịnh bậc nhất để làm thầy mình. Tìm cho được một tăng nhân có giới đức cao cả để làm thầy mình. Còn như gặp tăng chúng không thanh tịnh thì giới luật nghi sẽ không được thành tựu. Nếu không có được một thành viên của tăng già để truyền giới, tức giới hạnh của quý vị không được đầy đủ và chính xác, sự tu học vì vậy cũng không có kết quả. Kinh văn: sau khi giới được thành tựu, người đó đắp y mới, sạch sẽ, đốt hương và ở riêng một mình, tụng thần chú do tâm Phật nói 108 biến, sau đó mới kiết giới, dựng lập đạo tràng. Giảng giải: sau khi thọ các giới được thành tựu, người đó đắp y mới, sạch sẽ. Y mới, sạch sẽ không phải là y đã mặc qua hoặc cũ kỹ. Họ phải đốt hương và ở riêng một mình. Ông phải đốt hương trước Phật và tụng thần chú do tâm Phật nói 108 biến. Tâm Phật ấy xuất phát từ vô kiến định tướng. Thần chú thuộc tâm chú, được nói từ tâm Phật. Và đoạn chú Lăng Nghiêm này phải được tụng 108 lần, sau đó mới kiết giới, dựng lập đạo tràng. Ở đây, kiết giới phải mở rộng ra khắp bốn phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, ngăn ngừa bọn thiên ma đến nhiễu hại, đoạn mới thành lập đạo tràng. Kinh văn: cầu các đức vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước khắp mười phương, phóng hào quang đại bi đến rọi trên đỉnh đầu mình. Giảng giải: khi tụng 108 biến và thành lập đạo tràng, thì cầu các đức vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước khắp mười phương, đấy là trong phạm vi đất Phật đã lập, phóng hào quang đại bi đến rọi trên đỉnh đầu mình, mong cầu chư Phật trong các cõi nước khắp mười phương phóng ánh sáng từ bi rọi lên đỉnh đầu để an ủi, hộ trì. Kinh văn: A Nan, những hàng thanh tịnh tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc bạch y đàn Việt, như vậy, ở trong đời mạt pháp, tâm diệt tham dâm, giữ giới thanh tịnh của Phật, ở nơi đạo tràng phát nguyện Bồ Tát, khi ra khi vào, khi tắm rửa, trong sáu thời đều hành đạo như vậy, không ngủ, đến ba tuần thì ta tự hiện thân đến trước người ấy, xoa đảnh đầu an ủi, khiến cho được khai ngộ. Giảng giải: A Nan, những hàng thanh tịnh tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc bạch y đàn Việt, như vậy ở trong đời mạt pháp, khi ấy có các thanh tịnh tỳ kheo ni hoặc đàn Việt. Đàn Việt là chỉ thí chủ, tức những người cư sĩ tại gia phụng sự Tam Bảo. Nếu những người như vậy tâm diệt tham dâm, đoạn dứt đi tham dục, giữ giới thanh tịnh của Phật, ở nơi đạo tràng phát nguyện Bồ Tát.
1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 3. Pháp môn vô thượng thệ nguyện học. 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đấy là 4 lời nguyện của Bồ Tát. Những người ấy khi ra, khi vào, khi tắm rửa, trong 6 thời đều hành đạo như vậy, không ngủ đến 3 tuần. Họ thực hiện hạnh nguyện của Bồ Tát trong đạo tràng, đoạn tụng thần chú Lăng Nghiêm. Có khi phải đi ra ngoài, đi tắm gội trước khi trở lại đạo tràng. Suốt 6 thời trong đêm ngày, họ phải hành đạo trong 3 tuần lễ, ngồi trong 3 giờ, đi lại trong 3 giờ. Suốt 21 ngày đêm không ngủ nghỉ, thì ta tự hiện thân đến trước người ấy, so đảnh đầu an ủi, khiến cho được khai ngộ. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ta sẽ hiện ra trước người ấy, lấy tay xoa lên đỉnh đầu của họ, khiến cho họ đạt được thánh quả.